Chiều ngày 11 tháng 7, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sáng 40 tuổi, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam, Vũ Thành Quang 30 tuổi và Nguyễn Xuân Đạt 33 tuổi về tội giết người. Ba bị can trên là nhóm đối tượng gây ra cái chết của chị TQH 22 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ở Long Biên. Theo công an Hà Nội, tối ngày 2 tháng 7, chị Hát cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường 10 quận Tây Hồ, đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại phường Thượng Thanh quận Long Biên. Sau đó nhóm Vũ Thành Quang 30 tuổi, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị Khát đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà, Sáng và Quang tức rồi rủ Nguyễn Xuân Đạt đi đánh nhau với nhóm của chị Khát. Cả ba lên ô tô mang theo súng kiểu súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển ô tô đuổi theo tới ngõ 264 đường Ngọc Thủy, dùng súng bắn về phía nhóm chị Hát. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn, vụ việc khiến chị Hát tử vong vì trúng đạn bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị trong công an thành phố đã bắt giữ Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối ngày 5 tháng 7, Nguyễn Xuân Đạt ra đầu thú cơ quan chức năng. 7 ngày sau, Đinh Xuân Sáng bị công an thành phố Hà Nội, cục cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An, công an huyện Đức Huệ và đồn biên phòng Mỹ Quế Tây, tỉnh Long An bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam Campuchia. Như đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, lực lượng công an thành phố Hà Nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ công an và các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Đinh Xuân Sáng sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam là đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng khiến một cô gái trẻ tử vong ở quận Long Biên hôm rạng sáng ngày 3 tháng 7. Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra tại khu vực ngõ 264, đường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Nạn nhân là chị Hát, sinh năm 2022, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, và ba đối tượng trong vụ án là Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại cửa đông Hoàn Kiếm. Trong đó, Sáng là người nổ súng bắn đạn bi sắt khiến chị Hát tử vong. Tiến hành điều tra, ngày 5 tháng 7, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã phối hợp bắt giữ Vũ Thành Quang và vận động đối tượng Nguyễn Xuân Đạt ra đầu thú. Về chung cuối Đinh Xuân Sáng, ngày 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng nguy hiểm này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt kẻ gây án. Sau 7 ngày đêm kiên trì, lần theo dấu vết của đối tượng, đến khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, lực lượng công an thành phố Hà Nội do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và đồn biên phòng Mỹ Quý Tây tỉnh Long An đã bắt giữ thành công Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ súng và đặc biệt là nhân thân ba đối tượng trong vụ án nhận thấy bọn chúng có những điểm tương đồng đó là cả quang đạt và sáng đều có hai tiền án trong đó đều có tiền án về tội danh liên quan đến ma túy cụ thể vũ thành quang có hai tiền án đều về ma túy nguyễn xuân đạt có một tiền án về ma túy một tiền án về tội cố ý gây thương tích riêng đinh xuân sáng ngoài án ma túy tên này còn có tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng Khác với Quang và Đạt, thường giặt nhà, thậm chí là làm ăn ở các tỉnh phía Nam, sát thủ sáng sau khi ra tù lại quay trở về quê nhà và thi thoảng lại đi các tỉnh chơi với đám bạn cũ, như lời kể của một cán bộ cơ sở xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm. Tại quê nhà, Đinh Xuân Sáng không có nhiều biểu hiện bất minh. Gã đã bỏ vợ và mới kết hôn với một cô gái trẻ kém gã trên dưới 20 tuổi. Vợ chồng Sáng mới vay vốn ngân hàng để đầu tư nông nghiệp Trở lại sự việc diễn ra vào dạng sáng ngày 3 tháng 7 tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Tối ngày mùng 2, dạng sáng ngày mùng 3, sáng cũng mới ở quê ra Hà Nội chơi. Theo lời mời của đám bạn xã hội, quá trình tụ tập tại nhà của một người bạn ở tổ ba phường Thượng Thanh, sáng nghe được lời nhận xét có phần bẫn cợt về cái đầu chọc của gã. Từ phía nhóm người vừa gặp, Thậm chí khi nghe sáng dọa là chọc đầu do từng ngồi tù vì giết người thì thái độ bẫn cợt của cánh bạn mới gặp vẫn không dừng. Sáng và Quang sau đó đã rời cuộc vui, đi gặp Đạt và kể lại việc đã bị trêu chọc bởi cái đầu chọc. Lập tức, ba tên lái ô tô quay lại tìm nhóm người kia. Lúc này, chị Hát ngồi sau xe máy do một nam thanh niên điều khiển cũng vừa rời ngôi nhà ở tổ 3 phường Thượng Thanh. Nhóm sáng đuổi theo và đến khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì bắt kịp. Sáng chĩa súng định bắn người nam giới nhưng viên đạn đã trúng tay xuyên vào phần ngực của chị Hát. Do thương tích quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi. Liên quan vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Hà Nội, ngày 11 tháng 7, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra bắt thêm một số nghi phạm để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Về nguyên nhân vụ việc, vị này cho biết thêm, khi đang chơi tại nhà người bạn ở tổ 3 phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Đinh Xuân Sáng nghe có người trêu chọc về cái đầu chọc của hắn, nên đã bực tức. Rời khỏi cuộc vui, Sáng và Quang kể cho Đạt bị trêu bởi cái đầu chọc, cả ba đi ô tô tìm nhóm chị hát. Lúc này, chị Hát ngồi sau xe máy do một nam thanh niên điều khiển cũng vừa rời ngôi nhà ở phường Thượng Thành. Nhóm sáng đuổi theo đến khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, sáng đại chĩa súng định bắn người nam giới, song viên đạn đã trúng tay, xuyên vào chỗ khiểm vùng ngực khiến chị Hát tử vong trước đó tối ngày 2 tháng 7 chị TQH sinh năm 2002 ở quận hoàn kiếm hà nội cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường bưởi quận tây hồ hà nội đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7 cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn ở phường thượng thanh quận long biên hà nội hôm đó vũ thành quang sinh năm 1994 ở hai bà trưng hà nội và đinh xuân sáng cũng đến đây chơi khi quang và sáng ra về trước một người trong nhóm của chị hát có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của sáng về đến nhà, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức. Sau đó họ rủ Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đi đánh nhau với nhóm của chị Hát. Theo cáo buộc, Sáng mang theo khẩu súng bắn đạn bi rồi cùng đồng bọn lên xe ô tô đi tìm đối phương. Thấy nhóm của Sáng, chị Hát và bạn bỏ chạy thì bị Sáng lái xe đuổi theo. Đến ngõ 264 đường Ngọc Thủy, quận Long Biên, Sáng chĩa súng bắn về phía nhóm chị Hát rồi bỏ trốn. Hậu quả, nữ nạn nhân trúng đạn được người quen đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, cảnh sát bắt Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Lúc 18 giờ ngày 5 tháng 7, đối tượng thứ hai là Nguyễn Xuân Đạt đến phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú, còn Đinh Xuân Sáng được xác định bỏ trốn cùng với chiếc xe ô tô Hyundai Accent màu trắng biển kiểm soát 90A18039 cho đến khi bị bắt. Đến ngày 10 tháng 7, sáng bị bắt ở tỉnh An Giang khi đang trên đường lần trốn sang Campuchia. Sáng ngày 5 tháng 7 tại nhà của nạn nhân Hát, khung cảnh tang thương buồn thảm. Rất nhiều người thân của Hát đang cùng nhau chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra, chờ việc khám nghiệm tử thi của Hát được hoàn tất để đón em trở về. Sau hai ngày nghe tin con gái gặp nạn, cơ thể bà Nguyễn Thị Quế là mẹ của Hát gần như không còn chút sức sống nào cả. Đôi mắt đỏ hoe, bà Quế nói trong tiếng nấc. Con gái của mẹ ơi, con nói mẹ phải sống lâu tới 100 tuổi để cho con dựa vào, Vậy mà sao con nỡ bỏ mẹ đi xa như vậy? Mẹ sống nhưng không còn con gái của mẹ nữa, mẹ sống làm sao đây? Cố ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng, bà Quế kể lại, chiều ngày 2 tháng 7, con gái bà xin đi dự sinh nhật bạn cùng với người yêu, bà đã đồng ý, đến tối muộn chưa thấy hát về nên bà gọi điện cho con gái thì hát xin về muộn. Bà Quế tắt máy đi ngủ, đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì nhận được tin dữ. Anh Trần Quốc Việt là anh trai của Hát cũng đang cố kìm nén nỗi đau để thay mẹ tiếp đón người thân đến chia buồn nhưng bản thân anh vẫn chưa thể tin được chuyện xảy ra với em gái mình. Anh Việt kể lại, sáng sớm hôm đó nhận được cuộc gọi từ người yêu của em gái, thông báo em đang cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. Tôi không nghĩ được gì, liền lao đến bệnh viện. Nhưng khi tới nơi, các bác sĩ thông báo 99% là không qua khỏi, yêu cầu gọi tất cả người nhà đến lúc này mình tôi ngã quỵ không nghĩ được gì hết cũng không biết phải gọi điện thông báo cho mẹ như thế nào thực sự em hát mất quá oan ức một đứa em quá ngoan ngoãn mình lớn từng này mà em vẫn phải quan tâm từng tí một mình lại cảnh gà trống nuôi con nên gần như con trai mình cũng một tay em chăm sóc Ngồi gần đó là bà Hồng, là bác ruột của Hát chia sẻ. Hát là đứa cháu gái ngoan, biết nghe lời, hiểu chuyện và thương mẹ lắm. Nó còn nhỏ tuổi nhưng gần như là trụ cột của cả gia đình, cả về kinh tế và tinh thần. Mẹ nó thì sức khỏe yếu lắm, mắc bệnh phổi nên cơ thể lúc nào cũng gầy gò, không làm được việc nặng. Mọi việc trong gia đình đều do cháu gánh vác cả. Cháu nó chết quá oan uổng, chỉ mong là cơ quan điều tra sớm có kết luận để kẻ ác phải chịu hình phạt thích đáng. Bà Hát cũng cho biết thêm, chiều nay thi thể của Hát sẽ được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tổ chức tang lễ, sau đó gia đình sẽ đưa Hát về an táng tại nghĩa trang Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.